Chào tất cả mọi người, nghe rõ không anh? Rõ. Vâng, thì qua cái nội dung anh vừa mới trao đổi lên cái livestream này về cái nội dung mà liên quan đến cái thằng Daniel Auer này là quốc tịch Mỹ, là một người thầy giáo dạy tiếng Anh ở cái trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội. Thế thì mấy hôm nay thì như anh nói, mấy hôm nay là sau khi mà cái đội tuyển U23 Việt Nam mà có những cái trận chiến thắng rất là quả cảm, cũng như là nâng cao rất nhiều cái tinh thần tự hào cho người hâm mộ cũng như là cả dân tộc Việt Nam, thì trong cái không khí vui mừng phấn khởi như thế mà cái tay Danny Howe này nó có những cái hành vi, có những cái hành động mà nó biểu hiện cái sự xúc phạm đến đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà một trong những người mà là biểu tượng tinh thần cũng như là toàn bộ niềm tin của cả dân tộc Việt Nam chứ chẳng riêng ai. Nhưng mà cái hành vi, cái thái độ của Daniel này nó đi ngược lại với cái tinh thần của nhân dân đất nước Việt Nam, mà nó gây lên cả một cái sự phẫn nộ, căm phẫn đối với cái hành vi một cái người mà với cái tư tưởng, cái tinh thần, cái ý thức là nó đi ngược lại với cả dân tộc Việt Nam như vậy. Thì nói với anh cũng như mọi người là một người quốc tịch Mỹ nhưng mà cư trú, sinh sống, làm ăn và kể cả lập gia đình ở trên cái đất nước Việt Nam này, lẽ ra trong cái không khí vui mừng phấn khởi và tự hào của dân tộc Việt Nam đối với các em ở trong cái đội tuyển U23 Việt Nam, dù rằng nó là một môn thể thao nhưng nó cũng đại diện cho một dân tộc khi mà tham gia ở một cái đấu trường khu vực châu lục. Thế thì với cái tinh thần, cái ý thức cũng như là cái trách nhiệm và cái khả năng thành tích của cái đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam ở trong cái góc độ châu lục như thế, thì đem lại những cái niềm vui, đem lại những cái niềm tự hào cho nhân dân đất nước Việt Nam như vậy. Mà ông ta là một người nước ngoài nhưng mà lập gia đình tại Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, sinh sống làm ăn, thở không khí, uống nước, ăn cơm của người Việt, nhưng mà lại có những cái hành vi, những cái thái độ và những cái hoạt động xúc phạm đến uy danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là được quân đội nhân dân Việt Nam cũng như dân tộc Việt Nam tôn vinh như người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam và một cái biểu tượng chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Thế mà tay Danny Howe này nó lại có những cái biểu hiện, có những cái hành vi rất là phản cảm và xúc phạm đến anh linh của đại tướng, mà nó gây lên cả một cái sự căm phẫn, rất là căm phẫn của toàn thể cộng đồng mạng cũng như là nhân dân Việt Nam. Vừa rồi thì cũng xin thưa với anh, với mọi người là trên tất cả các cái trang mạng xã hội là mọi người đều thể hiện cái sự căm phẫn đó bằng những lời nói, bằng những hành động, và còn có cả những có những cá nhân đã từng nói là gì sẽ tìm đến tận nơi cư trú của cái tay Danny này để mà có những cái cảnh cáo về cái thái độ của cái tay này đấy. Thế thì bây giờ phải nói là một người nước ngoài, anh đã sinh sống và cư trú tại Việt Nam, lẽ ra anh phải nhập gia thì tùy tục, trước tiên là anh phải tuân thủ cái pháp luật, tuân thủ cái nền văn hóa đó, chấp nhận và thực hiện cái nền văn hóa đó, chứ anh không thể anh sau này anh lại bao biện là do khác biệt về văn hóa hay là do thế nọ thế kia. Nó nói như anh ấy, nó chỉ là bao biện thôi, nó chỉ là cái hành vi, cái lời nói bao biện về cái hành vi sai trái của nó. Thế mà cái sự căm phẫn của cộng đồng người lên rất là cao rồi, và vừa rồi thì theo quy định ấy, thì một số những cái cơ quan chức năng về lĩnh vực thông tin cũng đã có những cái phản ứng và có những cái hoạt động để mà cảnh báo đối với cái tay đai như này. Đấy. Thì trong cái việc này phải nói là cái tay này nó, cái hành vi của nó thực sự là không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, mà cộng cộng đồng mạng hiện nay cũng đang đang rất là bức xúc và căm phẫn. Đấy. Nếu như
không có những cái biện pháp để mà bảo vệ tay đây đi này đấy, tay đây đây đi này chưa chắc đã được yên ổn đối với cái sự tự hào cũng như cái niềm tin của bà con nhân dân bị tay này nó xúc phạm. Đó. Và cái hành vi tôi cho rằng là không biết là cái văn hóa của phương Tây hay là nước Mỹ đối với cái tay đây đi này nó như thế nào, nhưng đối với cái phong tục tập quán, cái lễ nghi và cái tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với đại tướng cũng như là với các lãnh tụ của Đảng và nhà nước thì cái hành vi này cần phải lên án và xử lý. Cần phải lên án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật cũng như là cái đạo đức của con người. Bởi vì khi anh đã sinh sống cư trú và làm ăn ở cái đất nước Việt Nam này thì đương nhiên là anh phải phải hiểu biết về cái văn hóa của cái đất nước đó, chứ không thể để một cái tay vô văn hóa xúc phạm đến anh linh của đại tướng như vậy. Thì với cá nhân tôi nghĩ rằng cái sự bức xúc này không chỉ riêng của anh em chúng ta mà cả dân tộc Việt Nam để bức xúc, và cũng kiên quyết đề nghị với các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét về cái tư cách, cái đạo đức cũng như cái ý thức của cái tay đai niêu này, nếu khi chúng còn có những cái nguyện vọng được cư trú sinh sống và làm ăn ở trên cái đất Việt. Thế thì qua cái nội dung như anh Phạm Xuân vừa nêu cũng như là cái sự việc cụ thể liên quan đến cái tay thầy giáo dạy ở trung tâm ngoại ngữ tiếng Anh mà người Mỹ này, thì chúng ta cùng nhau lên tiếng để làm sao cảnh báo cho tất cả những đối tượng khác manh nha có những cái tư tưởng, có những cái ý thức cực đoan và có những cái hành động đi ngược lại với cái tinh thần dân tộc Việt Nam, để chúng thấy rằng là cái việc làm sai trái của chúng nó, và chúng có những cái để điều chỉnh cái tinh thần cũng như là cái ý thức và cái trách nhiệm đối với nhân dân đất nước Việt Nam. Xin mời anh Phạm Xuân tiếp tục, mời anh em lên cùng. Cảm ơn anh Hùng Vương. Hùng Vương có gì chia sẻ nữa không? Rồi, cảm ơn Hùng Vương hả? Bạn Phương Hùng đã lên chia sẻ và cùng rất là đồng cảm. Em Việt Vision. Thông tin thêm của về cái tên là tên của hắn là Daniel Howard, quốc tịch Mỹ. Hiện đang là hắn là một cái dạng là được trung tâm là dạy ngoại ngữ tại Việt Nam thuê để là hợp tác dạy tiếng Anh cho người bản địa tại Việt Nam. Thì mấy ngày hôm nay thì cộng đồng mạng, nhân dân Việt Nam là đang bức xúc về cái tên này. Nhưng hiện nay là không chỉ, em chúng xin thông báo luôn là không chỉ ngoài cái tên là Daniel Hauer này, mà là có thêm một tên khác. Đó, riêng tên Daniel Hauer. Martin Philip Horner. Đó, tức là hắn có một tên là Marty Philip Hauer nữa, Hoa. Đó, thì tên này thì là đã bị, hiện nay là hai tên này đều đã bị các cái trung tâm mà dạy ngoại ngữ tại Việt Nam là cắt tất cả hợp đồng, tức là không đã họ những cái trung tâm đó là họ cũng đã là ủng hộ, tại vì những trung tâm đó là của người Việt mà, thì họ ủng hộ là nhân dân là đang tẩy chay hai tên này, bởi vì bọn chúng là có những cái lời lẽ xúc phạm đến là Bát Giáp. Mà Việt Nam á, như nãy giờ anh Xuân với lại là anh Vương Hùng cũng đã nói là Việt Nam chúng ta là thời kỳ là từ là xảy ra cuộc là chiến tranh là đệ nhất thế chiến cho tới ngày hôm nay hoàn toàn thống nhất, Việt Nam đều ảnh hưởng hết, thì có hai vị là chúng ta là tôn thờ để sáng lập ra cái nước Việt Nam này, là về mặt chính trị thì là có Bác Hồ là quản lý đưa đất nước chúng ta tiến đến được ngày hôm nay, về mặt quân sự là có Bác Giáp cũng như là đã nó Bác Hồ là vị cha già dân tộc, còn Bác Giáp là anh cả của quân đội Việt Nam đó, cha ông chúng ta những người là cầm súng là đứng dưới là lá cờ của đảng, đứng dưới sự chỉ đạo của là trực tiếp của Bác Giáp chỉ đạo để là đánh thắng quân đế quốc quốc Mỹ. Nhưng hiện nay á thì bản thân em rất bức xúc là ở chỗ thằng cái thằng là Daniel Hauer này á,
là nó có một tư tưởng đế quốc, cái tư tưởng mà không tôn trọng người khác, là đó là tư tưởng đế quốc. Bởi vì nó coi người Việt Nam là cũng như là một dân tộc hạ đẳng, mà trước đây là đế quốc Mỹ nó cũng xem người Việt Nam chúng ta là cũng như là một giai cấp, một dân tộc hạ đẳng, cho nên nó muốn cai trị, cũng như thực dân Pháp cũng vậy đó. Mà thằng này là quốc tịch Mỹ, xin phép nói là nó là, kêu nó là bằng thằng chứ còn không thể nào, nếu là nó không phải là thầy giáo, thằng này là không thể, nó bởi vì nó không không phải là thầy giáo ở Mỹ, mà nó chỉ là một cư dân của người Mỹ, là sang đây nó có một cái trình độ sư phạm thôi, chứ không phải là thầy giáo, nó chưa từng được gọi là thầy giáo, mà nó chỉ sang đây để nó hợp tác sinh sống tại Việt Nam, để nó giảng dạy lại tiếng Anh, để cho là người Việt chúng ta được tiếp xúc với lại là tiếng Anh, thì được tiếp xúc với lại là người bản địa của Mỹ đó. Thì hiện nay thì tất cả các cái trung tâm là ngoại ngữ là đều đã như là cắt đứt hợp đồng với nó rồi đó. Cái vấn đề mà chúng ta lên án nó ở đây á, cũng như hồi sáng là hồi 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 nãy thì anh Xuân cũng cũng đã nói đó, tức là nó bảo rằng là đó là nó chỉ nói đùa nói giỡn, nhưng mà như anh Xuân cũng phân tích thì là khi đến đất nước, một đất nước nào thì anh phải biết tìm hiểu và tuân thủ theo là luật pháp của nước sở tại, và phải tôn trọng là cái sự tự do về vấn đề là sự tôn sùng của một dân, của nhân dân của đất nước đó đối với một vị lãnh đạo hay là một vị anh hùng dân tộc của một 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 quốc gia. Nhưng qua qua trường hợp của riêng của cái thằng là Daniel Hauer này á, thì đây là nó đã lộ ra cái bản chất, mình không vơ đũa hết cả nắm, là người Mỹ có, họ rất tốt. Trước đây người Mỹ họ xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam để họ là yêu cầu đem hòa bình lại cho Việt Nam. Nhưng riêng thằng này là nó có một cái bản chất gọi là bản chất đế quốc. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là trong cuộc chiến vùng vịnh xảy ra tại Iraq, Afghanistan, thì là những tên đế quốc Mỹ, tôi dùng những tên đế quốc Mỹ, lính Mỹ đó, là nó dùng cái banh để nó viết cái những cái bài thánh của cái đạo hồi, những cái bài kinh của đạo hồi lên cái banh, nó đem ra nó đá, rồi nó vẽ hình là của thánh Allah lên trên là quả banh, để nó đem ra nó đá, nó làm trò tiêu khiển, trò hề. Thì hôm nay lộ ra thêm bản chất của cái thằng Daniel Hauer này, đó là bản chất của những kẻ đế quốc. Bọn chúng là coi những đất nước châu Á và những cái đất nước mà thấp bé hơn nước Mỹ, là bọn chúng nghĩ rằng đó là những cái dân tộc đó là những dân tộc thấp hèn, bọn chúng coi không coi ra gì đó. Nhưng em nói đây là cũng đề nghị mọi người hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, và cũng như qua đây là đề nghị là chính quyền Việt Nam chúng ta cần phải trục xuất tên hai tên này ra khỏi Việt Nam. Nhưng trước khi trục xuất thì phải có một hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ nào mà là những kẻ ngoại quốc nào mà muốn vào Việt Nam nhưng lại có manh nha là xem thường dân tộc Việt Nam, xem thường những cái vị mà người dân Việt Nam là đang là tôn thờ đó. Trường hợp chúng ta thấy là ví dụ như những cái trường hợp rất đơn giản nhưng đều bị làm nhục. Mình dùng cái từ làm nhục ở đây là ví dụ như Singapore, nếu bạn chỉ cần xả rác ra ngoài đường hoặc ngay xin gum con ra đường thôi thì bạn sẽ bị bốn roi mây và bị phạt thêm từ 50 cho đến là $500 đó, tiền Singapore. Còn ở tại Đức, nếu bất cứ một ai mà có một thái độ cử chỉ hành động hay một lời lẽ cổ suý cho chế độ diệt chủng Hitler thì đều bị phạt ít nhất là 7 ngày ngồi tù và $500. Đó là trường hợp của hai vị khách Trung Quốc khi mà đứng trước tòa nhà Quốc hội ở tại là Berlin của nước Đức, mà họ chỉ giơ tay lên theo kiểu chào của Đức Quốc xã cách đây hơn 70 năm. Đó. Thì họ đã bị phạt là $500 và bị là bắt làm việc công ích 7 ngày. Thì tại Việt Nam tại sao không có những trường hợp như vậy? Trong khi đó ở Đức
ở Singapore, đó là một nước châu Á và một nước châu Âu, để em dẫn chứng ra và tôi dẫn chứng ra cho mọi người cùng thấy đó, là khi họ xử phạt như vậy họ cũng đâu có sợ thế giới này phải bảo rằng là nhân quyền hay là nhân bản gì. Cái đó là anh phạt, là anh phạm lỗi là phải phạt các anh đó, chứ chúng ta cũng đừng nên là chính phủ Việt Nam chúng ta hay còn là nương tay về vấn đề là có hai nguyên nhân, một là nguyên nhân yếu tố người nước ngoài, hai nữa là nguyên nhân yếu tố về vấn đề là bị các nước tư bản là họ chèn ép về vấn đề là tự do ngôn luận rồi là tự do nhân quyền. Thì gạt cái đó sang một bên, những kẻ nào vi phạm pháp luật trên đất nước Việt Nam thì phải nên trừng trị thẳng tay đó, theo em là em chia sẻ như vậy. Chứ còn mà chúng ta mà cứ mời lên để làm việc, vẫn biết rằng là bên là Bộ Văn hóa Thông tin của chúng ta đó, thì bây giờ là đã có là mời, có cái thư mời hắn lên là giấy triệu tập là ngày 31 tây tháng 1 này để làm việc với cái tên là Daniel Hauer nè. Thì cái đó là về đến vấn đề làm việc thôi, nhưng mà cần phải là đưa hắn vào một cái khung hình phạt, có thể là như trước đây là trong thời gian trước năm 1995 chúng ta là những cái thanh niên mà phạm tội gây rối mất an ninh trật tự nhậu nhẹt rồi trước đây á, đều bị bắt đi làm lao động công ích. Thì bây giờ bắt hắn đi làm lao động công ích tại Việt Nam, sau đó trục xuất khỏi Việt Nam, thì đó mới là hình phạt thích đáng và đủ sức để răn đe cho những kẻ nào mà muốn là có những cái lời lẽ xúc phạm đến những cái vị là nguyên thủ, những cái vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Chứ bây giờ anh thấy là ngay ở Đức đó, họ là đất nước mà sản sinh ra cái tên Hitler đó, đi là gieo rắc cái chết trên đó, là mình gọi nôm na là toàn thế giới đó. Mà bây giờ là ai mà nhắc tới thôi thì cũng đã bị phạt là như vậy rồi. Ngay cả ở Singapore chưa có tới vấn đề là lớn, chỉ cần anh xả rác thôi là anh đã bị ăn đòn rồi đó. Rồi ngay cả ở Thái Lan, nếu đến Thái Lan mà đụng chạm hay là có những lời lẽ hành nói nào mà xúc phạm đến gọi là hoàng gia thôi, chứ không không cần phải đợi đến vua nha, tức là anh xúc phạm đến người đó mà người đó là một một người mà trong hoàng gia thôi, tức là con cháu của vua gì đó, con cháu của hoàng hậu hay là con cháu của công chúa hay là con cháu của hoàng thái tử gì đó, là đụng chạm đến người của hoàng gia thôi là đã bị kêu án từ 18 năm cho tới tử hình đó, thấp nhất là 18 năm. Như vậy thì có ai lên án, anh thấy có ai lên án là đất nước Thái Lan là vi phạm nhân quyền không? Tại vì họ ra cái luật đó, cũng như Việt Nam chúng ta phải ra một cái luật đó, mình ra cái luật như vậy, ai vi phạm thì mới bị như vậy, mới bị là xử phạt đó. Nếu anh đã biết luật rồi mà anh vi phạm thì như vậy thì đâu còn ai nói anh nữa đó. Thì hiện nay thì riêng cái tên Daniel này thì nó đã là bị là cắt hợp đồng rồi đó. Thì anh có thêm gì đó à? Xin cảm ơn Thanh Tâm. Thanh Tâm còn nói gì nữa không? Chứ xin hết sức là cảm ơn Thanh Tâm, vì Thanh Tâm